đi lì xì của anh sao vẫn chưa đưa cho vợ? Anh được bao nhiêu tiền lì xì? Tiền lì xì của ai là của người đó chứ? Không, bây giờ vợ hỏi là anh có phải là chồng của vợ không? Tiền là phải đưa cho vợ để sau này có con là vợ sẽ nuôi con, vợ sẽ chăm lo và sẽ nuôi sữa. À cái gì nhỉ? Mua sữa cho con. Nhanh lên. Ừ, tiền lì xì của anh được bao nhiêu? Nhanh lên. Nhưng mà cái này là tiền lì xì của mẹ cho cho anh đâu có lớn ở đâu ai lì xì cho anh. Hợp lý. Không biết, nhưng mà cũng phải đưa. Nhanh lên, chị cho tiền là để sau này có con này mà nuôi con. Đã đếm cho được. Nhanh, tiền lì xì. Thế là mẹ cho lì xì cho anh có 2 triệu rưỡi luôn á. Ừ, rồi, ok, đưa đây. Đưa này, tiền lì xì, tiền là phải đưa cho mờ giữ. Ui, sợ quá, sợ quá. 500 nghìn. Nhiều dữ. Đi cho 500 nghìn được không? Nhanh lên, không có đủ. Rồi được rồi. Đi cho vợ 1 triệu. Không, đưa hết. Bây giờ anh để tiền đó, để đó để làm gì? Có làm gì không? Ăn uống đi lại, các thứ vợ đều phải bỏ tiền ra. Anh có bỏ tiền không mà anh đòi? Một là em lấy 1 triệu, hai là em muốn đưa hết thì em phải solo với anh. Thắng anh thì anh sẽ đưa cho em ấy. Có vụ bỏ vào game nữa. Đúng không? Solo thắng là đưa 2 triệu rưỡi. Đúng. Ok, vô solo luôn. Thì thà vậy. Thua là phải đưa chứ. Ờ. A few minutes later. Vợ về mà miết mẹ anh. Không chịu đưa tiền cho vợ. Really nigga? Ơ? What? Mẹ bảo là solo game các thứ. Sau này rồi dạy hư con. What? Tiền. Sau này rồi anh dạy con anh là tiền không được đưa cho vợ à. Nani? Đúng rồi, vợ, tiền mà đưa cho vợ nó vợ, xài hết. Vợ lấy tiền là vợ để vợ lo tương lai cho hai đứa. Trời ơi, cô ngang thấy bận rồi. Chạy để vợ lo tương lai cho hai đứa chứ không phải như anh. Để tiền nó để cho cái. Tụi vợ lấy tiền cho cái chứ có làm gì đâu. Ăn uống thì vợ lo hết rồi, chạy đâu vậy? Chạy ra ngoài bo làm gì mà lấy vậy? Tiền cho gái trời. Tính ra là người ta được một mình bà luôn á, lấy tiền cho gái là lấy tiền cho bà chứ cho ai. Bà vợ nhưng mà cả chồng gái. Đó là gái đó theo thì mình phải chấp nhận thôi. Người yêu cũ kìa, hôm qua còn dẫn cái con nhỏ kia về làm ôm ấp cái kiểu nắm tay trước mặt tôi. Hả? Đây thì nắm tay nè, dám nắm tay gái với tôi nè. Nắm tay gái nè. Cô Ngân cũng yếu xìu. Yếu xìu chắc anh không yếu. Yếu xìu. Anh yếu xìu nhưng mà cô Ngân cũng yếu xìu. Chết bà rồi, có vòng. À, này thì dám làm cái bản phẩm. Sao cô Ngân cầm súng lướt lướt vậy? Nhìn nguy hiểm vậy. Lát. Anh đi đâu đó? Đi cầm vợ đó, anh có biết thương vợ đâu. Anh thấy vợ là anh bay vô anh giết vợ chứ anh có biết thương. Đó. Nó còn nhảy lên nữa. Thương vợ đâu. Này, bà đừng có cà vờn thôi nha. Thương vợ đâu mà chạy. Đó. Người yêu cũ thế anh có dám cầm súng để anh bắn đâu. Trời ơi, con đang tóc biến không à. Tóc biến đâu mà tóc biến cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Sao nó cầm súng? Hả? Không được, không thể tin nổi. Cái gì cô có kỳ vậy? Solo mà cô có chơi lý do xấu không à? Đổi xuống xây. Ôi gì kỳ vậy? Có giáp có mũ luôn. Ngon ngay. Bây giờ vợ hỏi anh đi lên đây tiền máy bay ai trả? Vợ trả. Tiền đi lại gáp ai trả? Vợ trả luôn. Bây giờ anh kỳ gì ăn uống ai lo? Vợ lo. Lát quá đi nè. Chặt con kia không ra nè. Lát thì ta phải giết. Ta phải giết con Ngân. Con Ngân lát thì ta phải giết con Ngân. Ôi. Thấy con Ngân rồi nè. Trời ơi, cái đầu không được kìa. Vector đúng không? Vector bị nó yếu lại rồi. Giờ nó mới ra. Surprise sắp hai nhiều đứa rồi. Đôi khi cái nút nó nhảy quá cũng là một cái tai hại. À thế à. Thế bây giờ em có mấy triệu chưa? Cái này á là bọn đang ăn chả
lẽ là nó làm nó nghĩ là nó chỉ quan tâm đến tiền của anh thôi. Nhưng mà anh hỏi là bây giờ vợ có mấy chục triệu đó chưa? Đương nhiên là có rồi. À, vậy rồi vợ. Nhưng mà hay là bây giờ dài đi, hai đứa chúng ta kết thúc trận đấu này tại đây. Anh sẽ đưa cho vợ 1 triệu, ok chưa? Hôn thế quê mình đây. Ngu gì vậy? Ngu gì? Vợ đang 2-1. Ngu gì mà kết thúc trận đấu? Chứ em không nghĩ tới vấn đề là anh lật kèo và em thua hả? Không. Đừng, đâu, đừng đưa, đâu? Đừng đưa một trận đấu ra để đùa giỡn. Rỡn. Em đâu? Tức là không thấy em đâu luôn á, thấy kèo. Trời ơi, bắn gì có 18 máu vậy? Ừ đúng rồi, nãy giờ thấy con ngân tóc biến không à, chơi solo mà chơi gọi là chơi hack game. Chơi tóc game biến. Cái đó là lời cho anh đó. Cái lời đâu là lời, thấy thua. Hello. Cái gì vậy, phun đầu mà sao không chết? Giờ mới chết. Nửa tiếng sau mới chết luôn rồi. Ván này anh gỡ kèo, 3-3. Để mình suy nghĩ có thử, sau quay mình lấy 2 triệu rưỡi thì mình làm gì ta? Tất nhiên là mua đồ cho trai. Mua trai đâu mà cho, chỉ có mua đồ cho ba chứ. Mua đồ cho anh hả? Anh cũng là trai mà. Ủa ngu gì, tự nhiên lấy tiền của anh xong rồi đi mua đồ cho anh. Chẳng kêu làm gì vậy, ra đi. Đưa tiền lên xì đây. Năm mới là phải nghe lời vợ đây. Yếu xìu. Cái gì vậy mọi người? Cái gì, cái gì vòng à? Vòng mày, vòng này mất vòng. Vòng này, vòng này. Vòng này, vòng này. Ôi, lỗi rồi. Quá chuẩn luôn. Cô Ngân á, chỉ có gọi là ăn hên thôi. Bây giờ anh có bắn thiệt nè. Bắn cho cô Ngân sợ. Trời này phải bắn phải kỹ. Bắn kỹ một tí. Vậy càng gì hết, năm mới mà anh không biết thương mà. Tiếc Ngọc anh không biết thương. Chứ trận này mà thua là toàn luôn. Năm mới là phải biết thương vợ, thì cả năm mới biết thương vợ. No. Năm mới đưa tiền cho vợ thì cả năm mới có tiền đưa cho vợ. Nước đi hay đấy. No. Bây giờ anh sẽ chơi cái tay bắt mạch rừng điệu hổ Lý Sơn. Anh ở đâu kệ anh đi. Ra đi, nhanh nhanh, giây phút còn chưa lát. Ở đâu là kệ anh chứ? Anh đang rứa gì mà chơi núp. Tức là không núp luôn á, anh đang chiến thuật. Cô Ngân đâu? Nè, chắc con kêu tà le nè, anh đâu? Ê, cái gì vậy, chui đâu vậy ông nội ơi? Đi móc cơ, hay à? Xảy cái vòng của cô Ngân cho mẹ đi. Trời ơi, làm sao mà bắn được anh? Anh cầm súng cha đó. Mẹ chết. Em đâu? Lấy 2 rưỡi coi. Đâu mất tiêu rồi. Cho nó thấy em. Ủa? Ủa? Ê lát. Ủa? Tính ra là anh thấy em tốt biến một phát cả đó xong em bắn anh luôn á. Hắc kim để được 2 rưỡi mọi người à. Nhanh lên. Sao nó rồi đó? Trời ơi. Đưa tiền qua đây. 2 triệu rưỡi. Win game để được 2 triệu rưỡi mọi người à. Thực ra là mọi dùng hack đó chứ mà không có dò phải là bị hại bị lát đâu. Trời ơi, tiền lì xì cũng được mình tập vờ 2 triệu rưỡi luôn hả? 2 triệu rưỡi đây 500 ngàn là mình sẽ đi mua mỹ phẩm. 500 ngàn, 1 triệu là mình sẽ đi mua đồ. Thêm 500 ngàn nữa là mình sẽ đi mua. Mai mình sẽ đi làm móng. Rồi xong rồi mình làm mi lại. Đấy, 500 ngàn là tiền gáp. Ok chưa? Chưa hiểu lắm. Ok, chắc clip của mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Và mai mình sẽ đi làm đẹp mọi người à. Thôi nói chung vậy thôi chứ còn mình tụi vừa buồn lắm. Nên là mình sẽ để cái tiền này để mà sinh hoạt thôi mọi người. Mình lấy điện của mình tụi vừa không xài lung tung thôi. Ok, bye bye mọi người.
Bye bye, chúc mọi người sau khi Tết thì mọi người nhớ đi học, bảo vệ sức khỏe, nhớ bịt khẩu trang để bảo vệ khỏi Covid nha. Dạo này dịch nhiều lắm, chúc mọi người đi học lại vui vẻ. Bye bye.